Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà mặt ngõ ô tô vào nhà thì ngày hôm nay em Phương xin review cho anh chị hai căn nhà xây mới nằm tại phố Thịnh Liệt, ngay gần Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Căn nhà có diện tích là 50m², được xây dựng 5 tầng với 4 phòng ngủ, với mức giá đang được chào bán chỉ có 6,55 tỷ thôi. Nếu anh chị quan tâm nhà khu vực này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà xây mới mà em Phương muốn giới thiệu với quý anh chị ngày hôm nay, nằm tại ngõ 42 đường Thịnh Liệt, ngay gần với lại trung tâm hành chính công của quận Hoàng Mai, với diện tích là 50m² một căn. Căn nhà của chúng ta được xây dựng 5 tầng với mặt tiền là 3,55m, với phòng tầng 1 là khu vực để xe, gara ô tô. Tầng 2 là phòng bếp, phòng khách, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ, tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Đường trước nhà của chúng ta là hai ô tô tránh nhau, rất là rộng rãi. Đây anh chị có nhìn thấy đây, ô tô, một ô tô đỗ, đường cũng rất là rộng. Lát nữa lên phía trên thì em sẽ quay cho anh chị toàn bộ khung cảnh xung quanh ở đây. Đấy, khu đô thị cực kỳ là thuận tiện, mặt tiền trang trí rất là kỹ lưỡng. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá phía trong. Em sẽ quay mẫu một căn nhé, còn căn bên cạnh thì cũng tương tự thôi. Căn nhà này có chiều sâu rơi vào 14m cơ, rất là rộng. Rất là wow. Nhà tầng 1 là để xe cũng được, hoặc là làm văn phòng thì cũng tuyệt vời. Đặc biệt nữa là căn nhà của chúng ta ở đây nằm trong khu quy hoạch mở đường phía trước rồi. Đấy, tuy nhiên nhà của chúng ta thì sẽ không nằm trong quy hoạch, anh chị yên tâm. Đấy. Wow. Phòng bếp, phòng khách, đúng là những căn nhà 50m đó khác. Cực thông thoáng. Đấy, phòng khách của chúng ta ở đây. Ok. Căn nhà sổ đỏ đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% anh chị nhé. Đặc biệt là nếu anh chị nào mà muốn mua nhà này giữ tiền để cho thuê thì phía bên chủ nhà cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị cái bên thuê nhà nhé. Hiện tại cũng đang có 1-2 đơn vị đăng ký để thuê trọn gói căn nhà này rồi. Tất cả cửa gỗ lim, sàn gỗ. Gần hồ. Kia là hồ Yên Sở. Lát nữa lên phía trên thì em sẽ quay cho anh chị nhìn kỹ hơn nhé. Mỗi tầng 2 phòng ngủ, 4 phòng ngủ. Đấy, phía sau cửa sổ mở ra hết. Còn đây là vệ sinh, đầy đủ thiết bị, từ vách kính, sen cây, lavabo, đầy đủ hết. Cầu thang cũng rất là thoáng, anh chủ nhà đã bước lại khe thoáng từ trên xuống này. Đấy. Cầu thang gỗ, sàn gỗ, phòng rất là hợp lý. Tương tự như tầng dưới thôi. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất nhé.
Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực này em còn rất là nhiều các căn nhà khác nữa với diện tích rộng hơn, nhà mặt ngõ, nhà mặt phố hay nhà mặt phố kinh doanh, em đều có hết anh chị nhé. Anh chị muốn mua nhà phân khúc nào thì cũng cứ hãy điện thoại cho em Phương. Đây em sẽ quay cho anh chị đấy. Đây là khu Vành Đai 3 Pháp Vân. Đây là hồ Yên Sở, cực kỳ thoáng. Cực kỳ thoáng luôn. Ở đây thì nhất rồi. Đấy. Anh chị mua nhà ở khu vực này cũng rất là thoáng này. Và tăng giá thì cũng rất là tuyệt vời. Cái đưa trước nhà chúng ta này đã có quy hoạch mở đường. Và phía ngoài đường kia đã đang làm rồi. Làm từ khu trung tâm hành chính quận của Hoàng Mai. Đấy, thông sang bên này. Thông sang qua hồ Yên Sở này. Sang khu đô thị Gamoda làm phía bên này, cực kỳ tuyệt vời. Hãy đến tham quan căn nhà này ngay anh chị nhé. Với tầm tiền chỉ hơn 6 tỷ thì đây thực sự là một lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho quý anh chị đấy. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.